dùng nhiều nhất hàng ngày không phải là kem chống nắng, cũng không phải là serum, mọi người biết là gì không? Chính là bông tẩy trang. Hôm nay thì cùng mình review 7 loại bông tẩy trang phổ biến nhất thị trường nhé. Đầu tiên yêu thích và sử dụng hàng ngày của mình đó chính là Silcoat. Silcoat có 3 loại cơ, nhưng mà xanh lá và miếng đôi là cái dòng mà mình dùng nhiều nhất. Đây là một cái hộp mình vừa bóc ra lỡ tay kiểu xé luôn đấy mọi người. Điểm mình thích ở cái bông này, riêng cái bông này thì chỉ nên dùng để tẩy trang thôi nha mọi người, hoặc là lau toner để làm sạch thôi. Điểm thích của nó là nó dai mọi người ạ, và nó không có sơ bông nha, rất là chắc chắn, êm ở trên da nữa. Miếng đôi cũng là cái dòng mà mình dùng nhiều nhất, hầu như tháng nào cũng hết một hộp, vì mình hay kiểu đắp lotion mask ấy mọi người. Riêng với cái bông miếng đôi này thì chúng mình không dùng để tẩy trang nhá. Nếu mà dùng để tẩy trang thì nó mỏng quá, nó không đủ lực để khi tẩy trang đâu. Thì mình chỉ dùng để lau toner hoặc là mình đắp lotion mask lên trên da như thế này thôi nha. Tiếp theo là Habaria. Nhìn cái bao bì thì rất là đẹp nhưng mà bên trong thì bông không có thích đâu mọi người ơi. Mình dùng gần hết rồi nhưng mà mình không có dùng cho mặt mà chỉ để lau khi mà mình đang quay như thế này thôi. Đó, vừa mới lấy lên mọi người này, mình đã nhìn thấy bụi bông luôn rồi ấy. Cái bông của nó khi mà đổ nước tẩy trang ấy thì nó rất là dễ rách. Nhiều khi mà đang tẩy trang lên trên mặt thì nó rách giữa chừng, xong nó dính đầy sơ bông da mặt. Nên khuyên mọi người là không nên mua cái dòng Habaria này nha. Tiếp theo là Lily Bell. Con này thì rất là hot hit mọi người ạ. Giá thì bằng Silcoat thế nhưng mà số lượng thì tận hơn 200 miếng, gấp 3 lần cơ. Cái độ êm mềm ấy thì nó không bằng Silcoat nhưng mà nó cũng dai và không có bị sơ bông, cũng không có tốn nước tẩy trang đâu. Nên bạn nào mà muốn kiểu dùng bông tẩy trang giá rẻ, mọi người hoàn toàn có thể mua con này nha. Mini sữa xanh lá cũng rất hot và được nhiều người mua. Nhìn qua ấy thì nó khá là xem xem với Lily Bell mọi người ạ. Thiết kế thì y gần như là xem xem nhau luôn. Nhìn kỹ vào thì thấy là mini sữa chắc chắn và dày hơn một chút xíu, nhưng mà chính bởi vì là chắc chắn và dày hơn thế nên nó bị tốn nước tẩy trang hơn một chút so với cả Lily Bell. Anyway thì nó cũng không có sơ bông và dùng trên da cũng êm, thế nên tiện tay thì mọi người mua cũng được nha. Bịch to nhất ngày hôm nay tận 500 miếng luôn mọi người ạ, đó chính là bông bạch tuyết. Bông này thì cũng rất là hot ở trên TikTok, thế là mình mới mua về sử dụng và mình cũng không ngờ luôn. Hàng Việt Nam mà chất lượng thì mình thấy rất là ok nha mọi người. Nhìn cái bông của nó này, nhìn lạ lạ đúng không? Nó có nhiều cái điểm chấm ấy, mỏng này, êm này, sơ bông thì khi mà dùng lâu một chút ở trên da thì nó cũng có một chút sơ bông, thế nhưng mà không đáng kể đâu. Anyway thì với mức giá là khoảng 100k cho 500 miếng này, mình không biết là dùng bao giờ mới hết luôn. Thế nên là highly recommend mọi người mua cái bông này nha. Cuối cùng thì mình có hai cái bịch dài dài. Mọi người đi siêu thị có thấy là rất là nhiều những cái bịch tẩy trang dài dài và nhầm lẫn đúng không? Thế nhưng mà không phải loại nào cũng tốt đâu. Thì mọi người chú ý để mình review hai cái loại phổ biến này nhất nha. Đầu tiên là Zomi màu xanh này, thì cái bông của nó khá là dày mọi người ạ, và nó bị bở lắm, cho nước và nó bị bở. Khi mà thoa lên trên da thì nó còn bị kiểu rát rát nữa cơ, nên mình không khuyên mọi người mua cái bạn này đâu. Vừa dày vừa bở mà vừa tốn dung dịch. Giá nhỉnh hơn một chút xíu thôi, chỉ tầm 10 với 20k thôi, thì mình sẽ có iPad. Nếu như mà chúng mình kéo ra như thế này này thì nó dễ rách đúng không? Nhưng mà khi mình đổ nước tẩy trang hoặc là toner ra bông, mình lau lên trên mặt thì nó không dễ rách đâu, cũng khá là êm. Đặc biệt là những bạn nào mà muốn dùng toner hay tẩy trang mà để làm sạch ấy thì dùng trên da êm lắm mọi người ạ. Nên giá rẻ thì mình khuyên là mọi người dùng iPick cũng ok nhá. Ok, nói nãy giờ không biết mọi người có bị loạn không, mình sẽ chốt lại nha. Nếu như mà học sinh sinh viên mọi người muốn tiết kiệm mà dùng được lâu ấy thì cứ Lily Bell hoặc là Bạch Tuyết mà mua nha. Còn đi làm rồi như mình mà không có quan tâm quá nhiều tới giá của một cái bông tẩy trang ấy thì mọi người cứ siêu cốt mà dùng cho sướng nhá.